có điện điện cả nhà. Nhiều lúc kén này tầm phải từ 6 đến 7 kg cả nhà ơi. Rất là để. Quất luôn một con sứa nữa. Này là cái măng nha cả nhà. Ai bảo mình đế này thôi. Thôi, em Xanh và Bị Thắm với anh Thuận mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Em mến chào quý cô chú và anh chị nha. Em cũng mến chào tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay là em và anh Thuận đang chuẩn bị hai cái thúng lưới để đi ra những cái trại rế mình buộc cả nha. Hôm nay là nó vô cái đầu mùa cá đối á, nên em và anh Thuận đi bẫy cá thử nha. Ở đây thì hai em dùng riêng hai cái thúng với lại hai cái thùng đá để tí nữa mà nếu mà có cá rồi mình bỏ vô mình muối mình ngồi tới chiều luôn cả nha. Phía ngồi kia xe xe cái trại điên điên á là tí nữa em sẽ bơi ra đó ngồi cái trại đó, còn anh Thuận thì cái trại bên dưới. Hai anh em chia ra để coi thử nước nó lớn á là kho là nó có những cái con cá đi càng á thì ở trong này anh Thuận quay, còn nếu đi khơi khơi ngồi đó là em ngồi ở ngoài để mình dằn mình quay cá nha. Lấy đá bỏ vô trong thùng luôn em. Này là bước vô cái tháng 10 rồi cả nhà, vô cái tháng gió đông bắc xuống rồi. Nên ở đây người dân người ta đa phần là đi làm lưới rế nha, đặt cá đối. Người tới cái tầng rồi. Hôm nay đi có Bị Thắm á, Bị Thắm sẽ thầy em bỏ những cái trục như thế này nè cả nhà. Những cái trục cảo nha. Cảo dây lên. Đó những cây tri bây giờ mình bỏ thấp xuống để bơi ra buộc lưới vô bốn cái đầu tri đó mình thả chìm xuống dưới, mình chờ con cá đi qua mình mới quay cả nha. Cái trục này cũng khá là nhẹ. Thôi, bây giờ em sẽ ra buộc lưới. Tí nữa em sẽ vô chia sẻ rõ hơn cho cả nhà mình xem ha. Buộc xong lưới rồi cả nhà. Bây giờ chỉ có ngồi trên cái trại này rồi mình nhìn xuống khi mà có cái trớn gì trong lưới á, là mình quay lên nha, chứ không có bỏ mồi gì hết cả nha. Lưới á, thì mình cho chìm sát đất luôn. Nếu mà con cá đi ngang qua thì mình quay lên thôi. Bên dưới là em có ganh một cái hàng chai nước để cho nó nổi cái phần bên dưới lên. Tại vì con cá nó chỉ đi ở bên trên này, nó đi
thiêu dọc những cái cồn trắng á cả nhà, nó đi dọc xuống. Nên mình chỉ ăn bên một miệng thôi nha. Mong là hôm nay nó sẽ có một cái thành quả gì đó gọi là bội thu á cả nhà, để cho cái video nó được hấp dẫn hơn cho cả nhà mình xem ha. Trốn. Ồ, oh, cái lé. Đổ trắng hết kìa. Ờ. Ờ nó nhảy, nó nhảy kìa. Đó đó. Ồ lại nó nhảy. Kiếm. Ồ nó nhảy kìa. Cái này chỗ cô em còn gọi là cái lé cả nha. Có một loại còn gọi là cá nhọn nha. Cái này thì đắt tiền hơn cá nhọn. Đây này cái nha, khoảng 1 ký nha, 1 ký hơn 1 ký á, ké to lắm. Ké này mình nướng hoặc là mình chiên để giấy ăn ngon lắm cả nhà ơi, chiên xù á. Ké này béo lắm nha. Còn là ké này thôi. Tí nữa nó có loại ké đói mà còn gọi là ké nhọn cả nha. Em sẽ phân biệt cho cả nhà mình xem nha. Ké này là ké lá bầu nè. Ở đây mình muối nước mặn cho con ké nó tươi cả nha. Rồi, một lón đầu tiên. Khi mà em ra lấy ké là bị thấm ở trong này, bỏ cái lưới rế xuống nha. Tại vì cái trục này nó nhẹ lắm cả nha. Bị thấm mà bỏ được là thấy nó nhẹ cỡ nào rồi. Em cũng mời cả nhà mình cùng lên chờ ké tiếp nha. Lón ké đầu tiên là thấy ngon rồi. Được hơn ký không? Hơn ký á, cái lá lớn không à. Nhầm lưới có xíu mà nó vô nè cả nhà ơi. Nè, trên đầu của mình nè, lưới vô lắm. Đây có cái lớn lớn dày dày hơn nữa là nó quậy, nó làm sạch lưới luôn. Đó, cái rằm này cái cây điên điên á cả nhà, chuẩn bị vô lưới không ạ. Đừng coi thử lón này dày nha. Vô ừ, vô vô. Nó đi giữa rớ điên điên hết cả nha. Lưới bây giờ nó đóng cấu, nó chìm hết luôn. Rồi lưới bắt đầu nặng nha biết. Nặng hơn bình thường nha. Lưới nó điên luôn rồi. Lé hả? Cái lé sao quá nhảy lé không? Cái nhọn, cái đối. Đây coi thử nha. Cái nhiều lắm cả nhà ơi. Coi hả anh không lấy xuống đục quá là bỏ từ từ xuống cho nha biết.
chắc hai lò ké trong này cả nhà. Ui, nó nhảy ngoài lưới kìa. Ồ, chắc cỡ 2 ký, 2 ký mấy cả nhà ơi. Có hai lò ké này. Trút ra cho cả nhà mình xem. Đây, lúc nãy là em quay lò ké này nè cả nhà. Là cái giác đầu tiên. Bây giờ đây là cái chỗ của em còn gọi là cái nhọn nè, cái đối như mình. Hai loại khác nhau cả nhà ơi. Nhà mình thấy rõ không? Đó. Lò này khác nha. Lò này thì tầm khoảng 25 đến 30 ngàn một ký thôi. Còn cái này tầm khoảng 8 đến 90 ngàn một ký nè cả nhà. Nhiều lúc gió nó cao tới 100 120 nha. Giác này thì nhiều tầm khoảng 2 ký mấy 3 ký cả nhà. Con to lắm. Cầm thấy con cá to không? Có loại lớn hơn nữa, có một loại ké đối cầu tầm khoảng 1 ký 7-8 lạng một con. Thôi, bây giờ em lên tranh thủ kiếm ít giác nha. Chắc được rồi chứ không? Ủa, chứ ngoài sau còn xuống nữa chứ ạ. Giờ em cũng mời cả nhà mình ra lấy tiếp lón ké nha. Bên kia anh Thuần cũng đang quay nữa cả nhà ơi. Tí anh ra em quay quay lên xíu nữa nha bé. Coi thì nó dễ tới đục quá thì để lấy đục, còn nếu không dễ thì mình lấy ra ngoài luôn được. Cứ mỗi một lón như thế này tầm vài ký rồi cả nhà. Nó vô trong cái đục nó gọn như thế thôi á, chứ thật ra nó cũng nặng lắm. Đó, được bao nhiêu đây rồi. Coi thử nửa thùng rồi cả nhà ơi. Nè. Còn một khúc nữa thôi. Cố gắng ngồi cho đầy nha. Bên anh Thuận cũng như thế. Bên Thuận chắc nhiều hơn em rồi á.
Đây này. Ủa anh đầy một thùng với lại bò ở ngoài luôn hả anh? Đổ vô hết không? Ủa em nhiêu đi hả? Ủa anh, ủa anh đầy thùng rồi, còn ở ngoài nữa này. Ủa này hình xuống mắn rồi sao không? Anh Thuận thì đầy một thùng rồi cả nhà. Em thì mới nửa thùng thôi. Giờ chắc hai anh em sẽ chùm lại một rế để ngồi nha. Anh Thuận thì bây giờ đưa cái thành phần này về bán trước cả nhà. Chắc tầm khoảng bê chục ký em đây. Hơn chứ không? Khoảng tầm bê 40 ký á. Bê 40 ký á cả nhà ơi. Cốc đổ vô luôn rồi. Anh Thuận có đem theo dĩ bếp than đồ tí nữa, ngồi ngoài trại này mình nướng cái tươi mình ăn luôn cả nha. Thôi bây giờ chở về bán đi chứ, tại vì thầu cá người ta lên đó cả nhà. Bên thu mua á. Mấy người thu mua nó chiều sao không? Rồi anh lên trước nha. Rồi rồi rồi. Dù xuống lưới á, Vĩ Tho. Má chị xuống gọt tao dưới rồi biết. Cái đối. Đó, đứng lại đó. À thay thôi. Chiếc lón này dày thưa đó. Cái này không có thấy đổ cả nha. Cái con to ghê luôn á. Ui cái mang rồi, cái mang rồi. Quất luôn một con sứa nữa. Này là cái măng nha cả nhà. Cái nước sứa này nó ngứa lắm cả nhà ơi. Ngứa lắm. Mấy con này hút vô trong da mình là phỏng luôn á. Đây, được 6 con như thế này. Rất là to nha. Tầm khoảng nửa ký một con. Cái này thì ăn cũng như con cá mì á cả nhà, nó có xương xương dăm nhỏ nhỏ nha. Nhưng mà béo lắm. Cái này nướng là hết sảy luôn. Nướng hoặc là nấu mặn ăn. Dầm ớt nấu mặn ăn ngon lắm cả nhà ơi. Được 6 con. Đó, đây có thử có con nào nữa không nha. Anh Thuận thì bán ra rồi. Đang trên đường bơi ra rồi cả nhà. Được lố cái măng 6 con. Đây. Vi Thắm quay. Hồi đi mà Vi Thắm quay được 6 con luôn. Lấy cái thùng bỏ vô anh. Ồ, để ghê á. Cân chưa? Anh nói con là khoảng tầm ở bề 40 kg. Tí nữa vô trong trại đó ăn luôn nha. Còn mấy cái măng đó tí nữa nướng ăn là thôi. Bé chí luôn à. Rồi coi. Nước lớn đây coi thử nó có chạy xuống con nào không. Một lát nữa nếu mà đói bụng mà vô nướng ăn cho đỡ đỡ tối ăn nghe không. Xíu nữa coi thử cá lóng cái măng nào không, không có thì theo lưới vô đó ăn. Hiện tại thì đang bơi xuống rớ của anh Thuận để hỗ trợ cái nha. Rế bên em thì để cho Bi Thắm ngồi trên rế để coi cá nha. Đây là cái miếng lưới giăng không cho cá nó đi ra khỏi ngồi lưới rế của mình nè. Được, được, được. Ồ, lô cá dãy ghê luôn cả nhà ơi. Thank you.
mới vừa đổ một lón chắc tầm khoảng 3 ký cả nhà. Đây mà em cầm cái điện thoại em phóng gần lại cho cả nhà mình xem. Cái rứa của nó đi đậm đen luôn cả nhà. Đèn đi xuống chuẩn bị tới miệng lơ rớ quá. Lón đi trong cạn ra mày, lón cũng gì á, coi vô ơi. Chuẩn bị vô nè cả nhà. Anh Thuận bắt đầu chuẩn bị quay rồi. Hốt. Anh Thuận quay ra, đang quay lên cả nhà ơi. Quất cái lón này nữa là đổ vô thấy cá nhiều rồi. Lón này biết được nhiêu ký đây, mong là sẽ nhiều nha. Ô nhảy cả nhà ơi. Ôi. Đây. Đây. Cuốt một cái nữa nè. Chắc khoảng 5 ký hai lón cả nha. Giờ cho bé Thắm hốt ké vô trong thùng nha. Em xanh á thì có ngồi ở trong trời kìa cả nhà. Nên em về lấy ké nha. Ủa lón ké này rất là nhiều luôn á. Cái này nhiều ghê Sanh ơi. Ủa, cái này tầm phải từ 6 đến 7 ký cả nhà ơi. Rất là đẻ. Nó nặng quá, nó ké rất là nhiều, nó nặng, nó trì lưới xuống luôn này cả nhà. Quá là đẻ luôn. Con này cũng gần chọc ký cả nhà ơi. Đẻ ghê đó. Em sẽ đổ vào thùng luôn nha. Đổ vô cái mà kìa đóng luôn à. Bỏ rứa xuống ơi Sanh ơi. Cũng tầm gần chục ký đó cả nhà ơi. Rất là ngon. Lấy cặp cái măng với lại coi mấy con cái đối mà con bụng to to á nè. Cái này nhìn béo béo á. Bây giờ đến lúc em về Bi Thắm với anh Thuận làm bữa ăn cả nhà ơi. Nướng cá tươi ăn nha. Cái này mình nướng chấm muối ớt, muối tiêu chanh á, ăn ngon lắm. Nướng thử cặp cái măng rồi thử mùa này nó béo không cả nhà. Anh Thuận thì đang lấy cá bên dưới nè. Lưới thì lưới bên em đã tháo rồi, lưới bên anh Thuận thì vẫn còn nha. Đang bơi vô cái trại trong của anh Thuận để nấu nướng. Ô, để người Sanh. Cái này mà ăn trời là lạnh như vậy này nhức cái nắp luôn rồi. Nướng một cái là ăn bé cháy luôn cả nhà ơi. Cá còn tươi sống luôn nha. Này. Còn đang bơi luôn. Bơi nhiều nhưng mà mình ăn sợ không có hết á cả nhà. Ba người mà ăn cặp cá này là no bụng luôn á. Với lại lùm một mớ cá đối. Cá đối con tròn tròn như thế này nè. Cá đối ăn cũng béo luôn sao? Béo lắm. Nó có loại cá lá nhưng mà nãy nó lộn bên dưới á. Cái nhà mình quay sớm á. Nên chở vô bán hết rồi. Đang nướng thì anh Thuận đạp tiếp cả nhà. Không biết lón này dày không? Em quay từng tuần nhiều quá. Bộ ăn bộ quay luôn nha. Ô ké dữ vậy. Đây đây, biết đi ra lấy cho anh luôn em. Con ké này nó lách luôn. Cầm cái nón kìa sao.
Ồ, ké gì luôn cả nhà ơi. Anh Thuận coi coi ké nướng trong đây nha. Nãy chở vô bán rồi à. Hai anh em đây là một mình anh Thuận á. Tí nữa đổ cái thùng em vô còn nhiều nữa cả nha. À, biết cầm à. Lần này là đi ra chở Bí Thấm ra luôn cả nha. Tại vì tới ba người á, cho Bí Thấm ra coi nha. Trong cái rớ cạn này lưới mình giăng như thế này nè, ké có bao nhiêu nó dồn nó đi hai ba lón, ba bốn lón thì nó dày hơn. Cầm đi. Đội cái nón lên tại vì lưới này nó dơ rồi. Cái xích tới xuống đây nha. Ồ, nó dậy nè cả nha. Nhìn đẻ chưa? Ồ, ké ta không? Ồ. Mấy con này gỡ luôn chứ đi. Mắc lưới. Đây này. Ồ, quê đẻ luôn. Đây là lần đầu tiên Bí Thấm bơi chung ra để lấy lưới kìa nha. Lấy cá. Ồ, còn cảnh luôn nè. Ồ. Ồ, là đẻ. Dài 3 kg nữa cái nhà ơi. Quay quay kiếm 20 kg nữa là ngon nha. Ồ. Đổ nhanh nhanh thấy đầy lắm cả nhà, mới đây mà nửa thùng nữa rồi. Rồi, trong thời gian mà chờ ké nó chín thì anh Thuận cũng đã tháo lưới hết rồi cả nhà. Đây, đã tháo xong 2 cái thúng lưới rồi nha. Bây giờ thì ké cũng đã chín hết rồi. Giờ em, anh Thuận và Bí Thấm cũng mời cả nhà mình cùng ăn ké nướng nha. Thôi, anh Thuận với Bí Thấm ăn đi. Làm người miếng trước. Thơm quá sao rồi. Thôi. Làm thử khúc ké măng. Coi thử ké đi thử coi. Mở không ông đây? Nghe nó thơm vừa xanh. Thịt dứa không? Nóng quá sao ơi. Chùi một khối này, bay lên luôn nè. Ế không? Thôi, em Thuận cũng mời cả nhà ăn miếng ké nha. Ôi, nhìn ngon dữ vậy. Nóng, nóng, nóng sao nào? Từ từ thôi biết không? Nóng á. Ngọt quá xanh. Lấy khúc đuôi vậy mà. Ké trứng rồi không? Ôi, nó dữ nữa, nước mỡ luôn sạch. Rất là mỡ luôn. Bốc khói luôn à. Em mời nha. Em cũng mời cả nhà nha. Lần đầu tiên Bí Thấm trải nghiệm ăn tại rế nè cả nhà. Rồi, em cũng mời cả nhà mình miếng ké nha. Sao ngon? Ngọt à. Ké nó thơm không? Ôi, nhìn đẻ quá cả nhà ơi. Ngọt rồi á. Rất là ngon luôn xanh. Nhiều ké này rất là ngọt. Cái đối này ăn nó cũng dèo em mùa gió mùa đông bắc rồi nó cũng biếu lắm sao. Ké ngon mà. Em mời cả nhà nha. Nhìn anh Thuận ăn mà mình cũng đang ăn mà thấy thèm luôn cả nhà. Ngon quá. Ngồi quay hồi trưa tới giờ nói chung là cũng đói bụng. Chiều thì cũng làm bữa ăn ngon. Nhưng mà trước mắt là ăn thưởng thức ngồi này cho nó biết ngon cả nha. Đây, để mời cả nhà mình miếng cá đối nữa nha. Ui, bụng của đó đẻ. Em cũng mời cả nhà nha. Lạnh ăn nóng nhìn nó ngon. Nóng ngon quá. Ấm. Một năm chỉ được vài tháng mùa đông như thế này thôi cả nha. Mới có những cái nước ké này nó về để cho mình quay nha. Quay có bán mà còn có ăn nữa, rất là ngon. Làm thử miếng trứng ké, ruột ké luôn nè. Quay mời cả nhà mình nha. Trời ơi, mỡ nó nhiều quá ta. Ăn phải thưởng thức trên bếp như thế này, nóng nóng nó mới ngon cả nhà. Wow, thịt này ngon quá. Em cũng mời cả nhà nha. Anh Thuận ăn đi anh Thuận. Làm miếng đi. Thịt rất là ngọt luôn hả xanh. Thịt nhiều cơ á.
Cá này nó cũng hơi có xương dăm nhưng mà cá nó lớn á, cũng dễ ăn lắm cả nha. Ngọt lắm. Đây, mời cả nhà mình miếng thịt cá măng nha. Nó thơm. Giờ mùa này mà trải nghiệm là khỏi nói luôn cả nhà. Sướng lắm. Cái măng này phải đi sớm hay sao nè? Còn là tầm 6-7 giờ sáng thôi. Cho mình đi trở với lại nó để luộc hết rồi. Quê hết rồi. Giờ em cũng mời cả nhà mình ăn miếng cá nữa rồi em cũng xin kết thúc video nha. Em và bị Thắm với anh Thần cũng chào tạm biệt mọi người nha. Cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Giờ thì bye bye mọi người nè. Bye. Đã quá, ăn cho nó hết nha. Ngon.